Anh Toan, sách hộ em cái. Khiếp, làm gì mà nhiều đồ thế? Gần chục món ấy chả nhiều. Nem công chả phượng này, rau củ tỉa tót không thiếu một cái gì. Vẽ diềm á, đẹp gấp vạn nhà làm. Nhưng mà em đã nói với bố là đặt cỗ chưa? Chị Thu đợt này bận, em bận hàng hóa làm sao mà xoay kịp, cho nên là đặt luôn. Alo một cái là có ngay mâm cỗ ship đến tận chân bàn thờ. Công nhận, vừa ngon vừa đẹp lại vừa tiện. Ừ. Thôi, tranh thủ vào bày cỗ đi. Đi đi đi. Ngày xưa khi còn sống, mẹ con rất thích hòa hợp. Vâng. Cả năm mới có một ngày dỗ mẹ. Thế mà để có một mâm cơm thật thành kính, thật chu đáo cũng không có. Con thấy mợ Yến cũng chuẩn bị chu đáo mà bố. Mỗi năm cũng nên thay đổi một chút, miễn là bố con mình nhớ tới mẹ là được bố ạ. Bây giờ nhiều gia đình bận rộn, người ta toàn đặt cỗ hết mà bố. Thành tâm không nhất thiết là phải tự nấu, quan trọng là vẫn nhớ về ngày dỗ, cả gia đình quây quần bên nhau ạ. Còn nấu nướng thì con nghĩ đơn giản một chút, mà mọi người cảm thấy thoải mái là tốt ạ. Đằng nào cũng đặt cỗ rồi, bố thắp hương đi ạ. Con với Yến xuống dọn dẹp nốt. Ngày xưa khi tôi bận công tác, chỉ có một mình bà chăm sóc gần gũi và hiểu các con. Ra bây giờ có bà bên cạnh. Nào, em tươi tỉnh xem nào. Hôm nay là ngày dỗ mẹ đấy, đừng có bí xị nữa. Anh ạ. À. Ừ. Năm nay mợ Yến tự mình làm được dỗ mẹ, ngày càng đảm đang đấy. Thế mà chị Thu cứ lo là hai đứa không làm được. Tính chị Thu chu đáo, trách nhiệm thế chứ. Ai như... Hello. Cô ạ. Cô ạ. Chào cô. Hôm nay dỗ mẹ các cháu. À. Cô có tư lễ sang thắp hương cho chị. Cảm ơn cô ạ. Yến, em đưa cô lên phòng thờ thắp hương đi. Thôi 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 thôi. Mày cứ bếp núc đi. Tự cô lên được. Cô lên đây. Dạ. Em Yến tuy không khéo tay nhưng lại rất giỏi sắp xếp. Năm nay có mâm cỗ đổi mới thắp hương cho mẹ, con nghĩ là mẹ sẽ rất thích đấy ạ. Bố ở trên này nhá, để con xuống xem còn việc gì không. Ừ. Ơ cô. Cô lên thắp hương cho mẹ cháu ạ. Mày càng ngày càng giống mẹ. Lát thắp hương xong cháu mời cô ở lại ăn cơm với bố con cháu nhá. Ừ hay. Đang thắp hương chưa hạ lễ mà đã bàn chuyện ăn, phải tổ chết đấy. Dạ, cô vào đi ạ. Anh ạ. Chào cô. Em sang xin phép anh được thắp hương cho chị. Cảm ơn cô. Dạ. Mới đây mà chị đã mất 10 năm, thời gian nhanh.